bác nào hát tốt thì mình nhanh. Hát thì chị rất là nhiệt tình, nó hay hay không nó lại là chuyện khác. Em mọi lúc sáng khỏe rồi. Đây đây là Bùi Tết này. 1 2 3 4. Còn ngày hôm nay sẽ làm buổi chua. Từ mấy tiền nữa chăm sóc tận tình chặt chặt chà. Nhà thỏ không phải dạng vừa đâu. Selfie tạo dáng lộ hàng rồi mình sẽ đem like. Năm Covid ai được như anh. Trên cả thế giới nói vậy cho nhanh. Được bác nào hát tốt thì mình nhanh. Được mà ai hát dở, ví dụ như là chị Dung Dung rồi. Đợi rồi, cái này bé rồi. Vâng. Cái chị Dung hát dở thì cái gì đấy? Bác đã hoàn thành nhiệm vụ à? Bác có việc xuống dưới tí thôi. À, dạ. Bác lại lên đây. Sao bác lại lên hát nhỉ? Thôi thôi. Mời anh vào đây tham quan. Về à, bác trốn à? Vâng. Đấy, tiếp cận các táo khó lắm. Đây có thể là táo có phần hát ngắn nhất trong lịch sử các mọi khi thì mọi khi cũng được giao hát ấy. Nhưng mà năm nay chắc là không được bài hát nào. Nhưng mà anh khẳng định anh là người thích hát đúng không? Hát hò cũng được. Nhìn thấy tai to này là thẩm âm tốt. Thực tế là chốt đi chơi khẩu trang đeo trắng rồi tại trong sát 2 mét thành thật khai bác các bạn. Thành thật khai bác các bạn. khó hơn cả lúc nãy em đề khó hơn đúng khó hơn. Thôi khả năng đến sáng hát một đi. Bây giờ các táo vẫn đang tập mà lại còn tập thêm bài mới nữa, có nghĩa là vừa làm vừa tiếp tục sáng tác điều chỉnh. Không biết là bao giờ họ về đây. Tôi nói thật tôi mệt lắm rồi. Bắt đầu ngoáy mũi. Hai ngày tao phải test một lần. Bây giờ chúng mày nhìn mũi tao xem. Chỗ này nhiều máu à? Đông cái mặt rồi ghét thế chứ gì. Ngươi làm quan rồi dạ. Ngươi không làm dân được nữa chứ gì. Ăn cố phải có thịt gà, báo cáo phải có đàn bà mới vui. Bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả? Khi tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi. Tao bỏ cọc rồi. Mày quay xe à? Chửi giao thông thường không có lợi. Thiên đình sẽ có Nam Tào bắt đầu mới.